Rồi ok ha, kiếm tiền nè, cũng là 4.27. Nếu có số 4 500 đô thì chúng ta sẽ kiếm được bao nhiêu trong một ngày và bao nhiêu trong một tháng? Và đây là câu trả lời dành cho các bạn ha. Trong video này mình sẽ giới thiệu đến với các bạn một tựa game mà các bạn có thể áp dụng và kiếm được tiền với số 4 từ 500 đô ha các bạn. Và mình hãy cùng xem là với 500 đô thì một phiên các bạn kiếm bao nhiêu tiền, cũng như là một ngày các bạn có thể kiếm được bao nhiêu tiền ha các bạn. Trước khi vào video này á, nếu như các bạn chưa có tài khoản thì các bạn hãy đăng ký một tài khoản mới thông qua link giới thiệu của mình để nhận được 0.5 đô cũng như được hỗ trợ hoàn tiền các bạn. Thông tin đăng ký thì mình sẽ để ở phần mô tả video cũng như ở phần bình luận nha các bạn. Bây giờ mình sẽ vào một trò chơi ha. Ở đây thì đơn giản thôi. Trong một trò chơi này các bạn hãy chọn cho mình cái trò quét mìn nha các bạn. Với cái trò quét mìn này ai cũng có thể thực hiện được. Với cái số vốn tối thiểu từ 30 đô là các bạn có thể đi được ha. Nhưng mà ở trong video này mình sẽ thị phàm với các bạn với số vốn từ 500 đô xem là các bạn kiếm được bao nhiêu trong một phiên. Rồi, thì trước khi vào video chính thì mình sẽ phổ biến về luật chơi cho các bạn ha. Với cái trò dò mìn này á, xin lỗi, đúng hơn là cái trò quét mìn á, thì ở đây nó sẽ có là 25 ô, ngang 5 ô và dọc 5 ô, tổng cộng lại là 25 ô cho tất cả. Và trong 25 ô này nó sẽ chôn random ở trong đây là 5 quả mìn. Nếu trường hợp chúng ta mở ra ô nào mà có quả mìn thì chúng ta sẽ bị xử thua. Còn trường hợp chúng ta mở những ô mà không có mìn thì chúng ta sẽ được phần thưởng, đó là phần trăm cái số vốn mà chúng ta đang đi. Ví dụ như lần đầu tiên các bạn mở không có, các bạn mở ra được một ô kim cương thì các bạn sẽ kiếm được là 21% trên tổng số vốn bạn đi. Tương tự, nếu mà lần thứ hai thì nó sẽ lên là 53%, lần thứ tư, xin lỗi, lần thứ ba thì nó sẽ là 95%, và tương tự như vậy thì cứ mỗi một lần mở nó sẽ tăng cái số phần trăm lên ha các bạn. Nhưng mà ở đây mình sẽ sử dụng một cái mẹo, đó là mình đi dò mìn đó. Vậy cái mẹo dò mìn này nó cũng đơn giản thôi các bạn. Ở đây mình sẽ hy sinh một cái số vốn nhỏ nhất, một cái số vốn tối thiểu nhất, đó là 0.1 đô, tại vì ở đây nó không có cho đi cái số vốn nhỏ hơn ha, tối thiểu là 0.1. và mình dùng cái 0.1 đó để mình đi dò từng ô cho đến khi nào nó xuất hiện quả mìn tại ô đó, thì ngay lập tức mình sẽ đi một lệnh 1% tương ứng với số vốn mình đang có, lắp vào cái ô có quả mìn mình vừa đạp ở bước đầu tiên. Và thay vì mình đi 1% đúng không, thì ở đây mình sẽ setup cho các bạn một cái công thức, đó là 4%, bởi vì ở đây mình chỉ đi có 2 bước thôi các bạn, đúng hơn là 2 bước nhưng mà thực tế là 3 bước nha các bạn. Mình đi một lệnh là 4% tại ô mà các bạn đạp mìn ở bước 1. Tại sao lại có con số 4% không phải là 1%? Ở đây, nếu mà trường hợp lần đầu tiên mà các bạn đạp, các bạn mở ra nó chỉ là 21%, vậy thì 4% của 21% nó sẽ là 0.8%. Ok các bạn, ở đây á, mình muốn cho các bạn kiếm được là một lệnh tối thiểu khoảng 1%, thì 0.8 thì nó đó cũng không tầm gần 1 hay các bạn. Đấy, nếu như các bạn đi 1% á, thì các bạn chỉ kiếm được có 0.2 thôi đó. Vậy nếu mà muốn kiếm từ 2% cho mỗi phiên thì các bạn phải win đến 5 lần hoặc là 10 lần ha. Vậy thì nó sẽ hơi lâu và nó mất thời gian. Và thêm một điều nữa là khi mà mình ở lại lâu với sàn, mình đi liên tục như vậy á, thì mình rất là dễ bị dính bẫy. Cho nên mình mới cân nhắc là mình nâng cái số 4 thay vì 1% mình nâng lên là 4%. Rồi, ở đây là có con số 4% mình đã giải thích rồi ha. Nếu trường hợp mà bạn win, bạn kiếm được là 0.8% ở mỗi một lần bạn win, và sau đó bạn quay lại bước 1 bạn đi. Còn cái trường hợp xấu nhất là bạn vẫn đạp mìn tại cái ô đó, thì ngay lập tức bạn đi giùm mình một lệnh là 20% tại ô mà bạn đạp mìn ở bước 2 luôn. Nếu mà trường hợp mà nó win thì mình sẽ lấy là 20% nhân với 21% thì nó ra khoảng là 4.1%. Nó sẽ kéo lại cái số vốn mình đi ở bước 2 đó. Trường hợp win thì mình quay lại bước 1, còn nếu mà lót nữa thì mình sẽ chốt lỗ là 24%. Ok ha, ở đây mình sẽ tính thiệt lợi và hại cho các bạn ha. Cái lợi, nếu trường hợp bạn win thì ở đây mình nên chốt là tối đa là 3 lệnh, tức là khoảng 2.4%. 24%. Một ngày các bạn có thể vào 3 cho đến 5 phiên, tại vì một phiên nó đâu đó khoảng tầm 2-3 phút thôi các bạn. 2-3 phút thì nó đã xong một phiên rồi. Thì tối đa các bạn có thể vào 5 phiên đi. 5 phiên thì các bạn kiếm được khoảng 12%. Nếu trường hợp các bạn có lót đi thì các bạn kéo lại trong vòng 2 ngày thôi.
thì lot 24 1012 mình kéo lại 2 ngày thôi. Còn nếu trường hợp không có lot thì cứ một ngày các bạn kiếm được là 12%. Ở đây mình tính ha, nếu trường hợp trong một tháng gồng gãi 30 ngày sẽ có khoảng tầm 2-3 ngày bạn cháy đi, thì cháy 24%, bây giờ mình cho 3 ngày bạn cháy đi, thì bạn sẽ dùng 6 ngày bạn kéo. Vậy vị trí là trong 10 ngày của một tháng bạn sẽ làm việc không công, tức là mình dùng lãi mình kéo lại lỗ. Được chưa? 6 ngày kéo 3 ngày lỗ. Vậy thì mình vẫn còn 20 ngày. Mình vẫn còn 20 ngày có lợi nhuận, và mỗi một ngày bạn kiếm được là khoảng 12%. Mình cho bạn kiếm khoảng 10% đi, thì 20 ngày bạn kiếm nó đó cũng ít 2 tài khoản các bạn. Ít 2 tài khoản ha, trừ đi vốn ra bạn vẫn ít 2 ha, ví dụ như vốn 1.000 đi. Mà 20 ngày là kiếm được 200% các bạn. 200% của 1.000 là khoảng 3.000 các bạn. Ok ha, thì bây giờ mình sẽ thị phạm. Với cái số vốn 500 thì mình sẽ kiếm được bao nhiêu? Ok ha. Rồi, nếu mà vốn 500 mình sẽ đi là 20 và 100. Đầu tiên mình sẽ đi lệnh 0.1, sau đó mình đi lệnh 20 và mình đi lệnh 100. Nếu mà có lót thì mình sẽ lót là 500.1 đô. Được chưa? Để cho các bạn biết là nếu mà số 4500 thì một phiên như vậy mình kiếm được bao nhiêu, để cho bạn dễ hình dung ha. Rồi thì ok, bây giờ mình sẽ đi nha. Đầu tiên mình sẽ đi một lệnh tối thiểu là 0.1. Ngay tại bước 1 mình đi 0.1 nè. Mình đi nè. Tại vì đây nó cho cái lệnh tối thiểu 0.1 thôi. Nếu mà tối thiểu hơn nữa 0.01 thì mình sẽ đi cái lệnh 0.01 nha. Bởi vì cái số tiền này là cái tiền mình bỏ, tiền mình bỏ đi để mình đi tìm. Đầu tiên mình sẽ đi toàn bộ những cái ô. Ok, thì lần đầu tiên mình đi nó đã xuất hiện nè, rất là may mắn luôn ha các bạn. Và các bạn lưu ý ha, là cái ô nào mình đạp mình thì mình phải nhớ nha. Đó, ở cái phiên bản này nó rất là trực quan, là nó hiển thị toàn bộ những ô chứa những cái quả mìn và những ô không chứa quả mìn. Nếu trường hợp bạn đi nguyên một dãy này là bạn kiếm 5 lệnh liên tục này các bạn. Nhưng mà mình đâu có biết nó nằm ở đâu đâu, cho nên mình mới hy sinh cái số vốn nhỏ để mình đi tìm ngay cái ô có quả mìn trước đó. Ok ha, thì ở bước 1 mình đã hoàn thành. Bây giờ mình sẽ chuyển sang bước 2, mình đi một lệnh 4% tương ứng với là 20 đô. Mình sẽ đi một lệnh 20. Sau đó mình sẽ đi vào ô này. Được chưa? Các bạn chờ cho cái chữ nó mất đi ha, mình mới đi. Và các bạn lưu ý là mỗi một lần như vậy nó cho mình tới 10 phút lần, cho nên là mình vẫn còn rất là nhiều thời gian để mình đi nha. Rồi mình sẽ đi vào ô này. Các bạn thấy không? Nó để nè. Số tiền có thể thanh toán là 1.21, là tương ứng với 21% á. Mình lấy 1.21 nhân với 20 là số 4 mình đi nè. Mình kiếm được là 4.37 đúng không? Nhưng mà mình trừ đi 0.1 ở bước 1 là mình kiếm được bao nhiêu? Là 4.27. Bây giờ 4.27 đô, sau đó mình thanh toán. Nếu mà mình muốn đi nữa thì mình sẽ kiếm được là 53%, nhưng mà ở đây mình sẽ chốt nha. Bởi vì mình không biết là lần thứ hai mình đi nó cái ô mình nó nằm ở đâu. Cho nên cái cách tốt nhất để bảo toàn được cái chỉ số á là mình chốt ở cái lệnh đầu tiên nha các bạn. Rồi, win thì chốt lãi nè, 21% nè, và quay lại bước 1 nè. Rồi, quay lại bước 1 thì mình vẫn đi một lệnh tối thiểu nha các bạn. Các bạn lưu ý là khi mình win rồi mình nên xóa cái dòng này nha. Nên xóa cái dòng này nha các bạn. Rồi, 0.1 nè. Mình đi nè. Ok. Cũng rất là may mắn ha, ở cái lần đầu tiên mình đã đạp trúng cái quả vì nó nằm ở đây nè. Các bạn thấy con chuột mình di chuyển không? Rồi, thì bây giờ mình sẽ đi ngay lập tức mình đi 20. Được chưa? 20 nè. Rồi, mình đã biết nó nằm ở đây đúng không? Thì mình chờ mất cái chữ đó đi, sau đó mình đi. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi vào cái ô này nè các bạn. Đó, thì nó vẫn kiếm là 24.3. Nè các bạn đọc một cái thông tin ở đây nè. Đó, tổng cộng 25 ô nè, sau 10 phút mình đi nè. Đó, y chang như mình mô tả nha các bạn. Các bạn không biết thì các bạn có thể xem lại. Rồi, ở đây thì mình vẫn kiếm là 4.27 nè các bạn. Ở đây thì mình sẽ chốt nha, thanh toán nè. Rồi, mình sẽ quay lại bước 1 nha. Quay lại bước 1 mình đi tiếp. Quay lại bước 1 mình đi tiếp. Rồi, lần đầu tiên không có là được 21% nè các bạn, nó hiển thị tại đây luôn nè. Rồi, lần thứ hai là 53 nè các bạn, thấy chưa? Nhưng mà mình đi 0.1 thôi, ở đây thì mình sẽ đi cho nó cháy. Cho nên là mình phải đi liên tục. Đây, 95% nè các bạn. Ok ha. Rồi, 254%. 2.54 là 200.54%. Rồi, 300% nè các bạn.
Nếu mà các bạn đi 10 đô thì các bạn kiếm được là 30 đô đó các bạn. Nếu mà đi 20 đô thì kiếm được 60 đô đó các bạn. Thấy kinh khủng chưa? Mới có lần thứ 5 thôi là kiếm 300%. Lần thứ 6 nè là kiếm 400%. Đấy. Lần thứ 7 nè là kiếm 600%. Đi 1 kiếm 6 ha. Ví dụ như bạn đi 10 đô thì bạn kiếm được là 60 đô. Nếu mà đi 20 đô là mình kiếm được 120 đó các bạn. Rồi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lần thứ 8 là kiếm được 800% các bạn. Vậy giờ 836%. Lần thứ 9 là 111,85%. Nghe chưa? Lần thứ 12 là 117,24%. Rồi lần 13, 13 mình đập mình ở đây các bạn. 13 mình đập mình ở đây. Đó, nếu mà bạn thắng liên tục 12 lần là các bạn kiếm được là đâu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 lần là bạn kiếm được 117%. Nhưng mà ở cái lần đầu tiên là mình đi mình bỏ. Thì giờ mình đi mình bỏ để mình tìm ra ô có mìn. Rồi bây giờ mình sẽ hoàn thành cái bước 1 xong rồi ha. Mình chuyển qua bước 2 nè. Bước 2 mình đi. Mình đã xác định cái ô có quả mìn nó nằm ở đây à. Cho nên bây giờ cái việc của mình là mình đi qua đây mình kiếm tiền ra các bạn. Rồi ok ha. Kiếm tiền nè, cũng là 4.27. Vậy thì sau 3 lần liên tục mình win với cái phương pháp là quét mìn. Đó, bạn thấy quét mìn nó lợi hại không? Mình đi để mình bỏ cái nhỏ mà mình kiếm cái lớn, được chưa? Ok, thì bây giờ để mình tính nha. Mình tính xem là sau 3 lần mình win mình kiếm được bao nhiêu. Với số 4 từ 500. 4.27 nè các bạn. 4.27 là mình đã trừ đi cái số 4 0.1 rồi nha các bạn. Đã trừ đi luôn rồi đó. Mình nhân với 3 lần. Mình kiếm là 12,81 đô. Mình nhân với 232. Thì với 4.500 ở một phiên, mình kiếm được là 297k. Mình cho chẳng là 300k đi. Rồi ở đây thì mình có quy định cho các bạn là một ngày các bạn có thể kiếm được từ 3 cho đến 5 phiên. Giả dụ bạn kiếm 5 phiên đi. Nhân với 5 nè. Có phải ra 1 triệu rưỡi chưa? Mà mình nhân với 30 ngày, xin lỗi mình nhân 20 ngày thôi. Mình cho 10 ngày kia là những ngày mà bạn kéo lỗ, kéo lãi đi ha. 10 ngày làm việc không công đi. Mình nhân với 20. Nhân với 20 nè. Đây là khoảng 30 củ. Ok ha, 30 củ. Rồi nếu mà trường hợp 500 đô nè. Bạn nhân với 232. Thì nó cũng khoảng ít hai tài khoản các bạn, 11,6 củ, cái kia là 30 củ. Có phải là trừ ra bạn vẫn kiếm được mười mấy củ đúng chưa? Thì đó là công thức các bạn có thể áp dụng theo nha các bạn. Và cái phương pháp này á, mình cũng đã nghiên cứu rất là lâu và mình đi cũng hơn tháng nay và mình kiếm hầu như là ngày nào cũng kiếm và phiên nào cũng kiếm ok hết, mình đạt cái target. Bởi vì cái target mình đạt ra nó chỉ có 3 lệnh win thôi các bạn, nó không có nhiều. Được chưa? 3 lệnh win nó không có nhiều. Đó, và 5 phiên nè, 3 x 5 có 15 lệnh win trong một ngày thôi. Nó không có nhiều ha. Và bạn hoàn toàn có thể đạt được cái target này. Đó. Bạn có thể test thử với cái số vốn bé ha, để các bạn xem là cái phương pháp này nó có phù hợp với các bạn hay không. Và nó có thể ổn áp để các bạn đi lâu dài hay không. Và mình đã đi cái phương pháp này nó cũng hơn tháng các bạn. Ngày nào cũng đủ target hay các bạn. Và nếu như mình những chia sẻ này của mình giúp cho các bạn kiếm tiền trong sàn CoinVD á một cách hiệu quả, thì các bạn có thể để lại một lượt like, một lượt share và một lượt đăng ký kênh để giúp cho kênh của mình phát triển hơn ha các bạn.